Vào ngày 12 tháng 12 âm lịch, đây là 6 con giáp bất ngờ gặp vận may đỏ như son. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Các bạn thuộc những con giáp dưới đây có thể mở bia mà ăn mừng ngay từ bây giờ, bởi các bạn sẽ được thần may mắn để mắt đến trong ngày 12 tháng 12 âm lịch. Đây có thể nói là ngày đại phú, đại quý dành cho các bạn. Trong ngày hôm nay, các bạn làm gì cũng sẽ được may mắn, thuận lợi. Dù là công việc lớn hay nhỏ, các bạn có thể may mắn tới mức ra đường nhặt được tiền rơi. Nếu trời đang mưa thì chỉ cần các bạn bước ra đường là ông trời đột nhiên chiếu nắng. Tuy câu này là nói hơi quá nhưng quả thật, ngày hôm nay chính là ngày đặc biệt nhất trong tháng dành cho các bạn. Đó chính là các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân. Tuổi Sửu. Tam hợp giúp con giáp tuổi Sửu có cái nhìn nghiêm túc hơn về các mối quan hệ của mình, cụ thể với nửa kia. Đã đến lúc bạn và đối phương cùng trò chuyện về những dự tính trong tương lai và đầu tư nhiều hơn trong việc gắn kết tình cảm. Thiên ấn là tín hiệu cho thấy thời gian này là lúc để tuổi Sửu hoàn thành các dự án sáng tạo của mình. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là bạn phải vùi đầu vào công việc. Thay vào đó thì hãy lồng ghép thêm cả thời gian thư giãn và vui chơi. Chúng sẽ giúp khơi gợi óc sáng tạo bên trong bạn. Kim thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tốt, những áp lực tinh thần cũng đã lùi xa. Nếu ai đã có duyên với việc tập luyện thì nhớ duy trì vì đó chính là thứ mang lại lợi ích thực tiễn nhất cho bạn lúc này. Xem tử vi ngày 12 tháng 12 năm 2022 âm lịch, vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc, khả quan hơn trước rất nhiều, chủ yếu nhờ vào việc con giáp tuổi Sửu suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống. Có thể thấy, bạn càng hào sảng, vui vẻ, càng được mọi người xung quanh yêu mến, giúp đỡ nhiệt tình từ trong công việc tới cuộc sống. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần. Tử vi ngày 12 tháng 12 của 12 con giáp, chính tài mang lại niềm vui cải thiện tài chính của con giáp tuổi Dần. Có thể thấy những việc bạn làm suốt nửa đầu năm nay đã bắt đầu có kết quả khi được khoản thu nhập gia tăng. Tuy nhiên để có nhiều tiền hơn nữa, bạn vẫn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé. Kim mộc xung khắc cho thấy hôm nay bạn có xu hướng khá ích kỷ, không muốn giúp đỡ người khác vì sợ bị ảnh hưởng hay liên lụy. Có thể nhiều người chê trách nhưng bạn hiểu rằng mình có những quy định riêng, việc gì giúp được thì bạn đã giúp, việc gì đi quá khả năng thì bạn sẽ sẵn sàng từ chối. Ngày này không có lợi cho sức khỏe của bản mệnh, do đó nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho cơ thể của mình. Khi nào ốm mệt thì nên nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức vì lúc này chất lượng công việc cũng sẽ bị giảm sút đáng kể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tốt để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Lục hợp mang lại cho người tuổi Thìn sự tự tin khi bạn nhận được sự ủng hộ, động viên của người thân và bạn bè. Nhờ vậy mà những việc bạn đang làm được họ tạo điều kiện tốt nhất có thể. Chính ấn nâng đỡ để cho con giáp tuổi Thìn nhận ra đây cũng là thời điểm tuyệt vời nhất để tìm thấy sự cân bằng giữa đời sống cá nhân và sự nghiệp. Hãy nhìn bức tranh tổng thể, cảm nhận xem điều gì đang thực sự cần ưu tiên, sau đó phân bổ thời gian linh hoạt cho chúng. Ngũ hành tương sinh mang lại những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực tình cảm. Người độc thân có thể dễ dàng thu hút những mối quan hệ mới, vì vậy hãy linh động dành thêm quỹ thời gian cho những buổi hẹn hò thú vị. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, tam hợp chỉ ra rằng đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Tỵ độc thân nắm bắt các cơ hội mới. Thế nhưng bạn cũng nên thận trọng và đừng quá vội vàng, hãy để con tim và lý trí cùng đưa quyết định đúng đắn nhé. Chính quan xuất hiện là tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp mà tuổi Tỵ đang theo đuổi. Hãy lên kế hoạch và tập trung cho mục tiêu bạn muốn đạt được trong thời gian tới. Sau đó cam kết với bản thân phải thực sự nghiêm túc theo đuổi nó, bằng không công sức bấy lâu của bạn sẽ trở nên hoài phí. Tình hình tài chính của bạn được cải thiện rõ rệt khi bạn rất chịu khó tìm kiếm các cơ hội để đầu tư, kinh doanh, giúp tiền đẻ ra tiền. Thế nhưng đừng vì chút khó khăn lúc khởi động mà vội bỏ cuộc nhé con giáp tuổi Tỵ. Cơ hội vẫn còn dù là trong điều kiện khó khăn. Kim hỏa xung khắc
Khuyên bản mệnh đừng nhờ dựa vào ai chuyện tiền nong trong hôm nay vì từ đây có thể gây ra những rắc rối. Hơn nữa, việc tranh chấp tài sản, đất đai với anh em, bố mẹ khiến nhiều người cảm thấy phiền lòng. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tỵ không được tốt, do đó bản mệnh không được chủ quan trong ngày hôm nay. Có thể bạn rất nhiệt huyết, làm việc không biết mệt mỏi, nhưng chỉ khi bạn dừng lại là bạn có thể sụp đổ vì mệt mỏi, chỉ là khi tập trung làm việc thì ý chí đang kiểm soát cơ thể mà bạn thôi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi, thiên ấn mang lại động lực nên tuổi Mùi trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Thậm chí lúc này bạn sẽ có cảm hứng tân trang lại góc sinh hoạt của mình. Một số món nội thất xinh xắn hoặc một màu sơn mới cũng đủ mang đến sự khác biệt cho căn phòng của bạn. Ngũ hành tương sinh cho thấy đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi trải lòng với nhau về quá khứ và cả những tổn thương trong thời gian qua. Sự gần gũi về mặt cảm xúc sẽ giúp hai bạn hàn gắn những vết nứt trong mối quan hệ hiện tại. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 9 âm lịch, nhân thần ở phía trong xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân, ngày có tam hội xuất hiện dự báo về một cuộc hội họp tụ tập với bạn bè cũ. Bạn vô cùng háo hức cho kế hoạch này vì bạn đang muốn sống lại khoảng thời gian đẹp đẽ cùng với những người bạn như thời còn đi học. Kiếp tài dự báo tuổi Thân sẽ phải vượt qua nỗi sợ để tiết lộ các dự án bạn đang ấp ủ. Nếu đã nghiên cứu kỹ lưỡng và tiết kiệm đủ vốn liếng, bạn đừng ngần ngại giới thiệu chúng với mọi người. Kim khí vượng khuyên bản mệnh nên nghỉ ngơi hoặc nếu có thể hãy tập yoga, ngồi thiền định để có được trạng thái cân bằng. Những việc này có khả năng cải thiện rất tốt cho tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn đấy. Ngày Dậu do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên người tuổi Thân cực kỳ đào hoa, xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu những người săn đón. Bày tỏ hảo cảm, quan trọng là bạn có rung động với ai hay có muốn đến với ai hay không mà thôi. Con giáp này bắt đầu để ý hơn đến ngoại hình của mình, nhờ vậy mà bạn có sự thay đổi lớn lao khiến người dù quen biết đã lâu cũng phải ngạc nhiên. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Thân nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 2022 dương lịch, là ngày Tân Dậu tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày Tân Dậu thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim Cục, xung Mão hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Quý Mão và Kỷ Mão. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!